Chân có chân hết và là bộ luôn chân. Đông lắm. Bọn nó đông lắm. Thank you.
hết. Còn gì là chính quyền? Còn một cái gì là chính quyền nữa? Công dân đó để ăn mặc bộ của nó mặc là công an là cái gì đầy tớ của nhân dân. Người già như kia một trăm người vào. Thế đâu ở đâu? Bác Hồ ở đâu lên đi. Tôi tha thiết mong mỏi tất cả những người trẻ trong nước hãy can đảm đứng lên, huy động toàn dân để mà cứu lấy quê hương bằng mọi cách. Xin các bạn nhớ rằng trung thành với Bác, với Đảng không có đồng nghĩa với trung thành với Tổ quốc. Khi mà cái đảng đó đang đi ngược lại nguyện vọng và quyền lợi của dân tộc Việt Nam, khi mà cái đảng đó đang dâng đất, dâng biển cho ngoại bang, thì cái đảng đó đang phản quốc. Và vì thế chúng ta không có cái lý do nào
để mà trung thành với cái đảng đó hết. Quan trọng nhất là xin các bạn khuếch trương, phát huy cái tinh thần dân tộc. Chúng ta phải giữ được cái quê hương ở trong mỗi chúng ta thì mới có hy vọng bảo vệ được quê hương bên ngoài. Mà chẳng may mà có mất quê hương bên ngoài thì chúng ta phải tâm niệm rằng đó chỉ là việc nhất thời. Mình nuôi chí quật cường và chờ thời cơ để mà giành lại, như cha ông ta đã làm rất nhiều lần trong lịch sử. Còn nên noi gương của người Do Thái, họ dù sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới nhưng mà họ luôn luôn tìm mọi cách để giúp đỡ cái người dân đang sống ở trong nước Do Thái được tự do và hạnh phúc. Sau cùng thì tôi xin mượn tựa đề của một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của cố văn sĩ Duyên Anh để nói với các bạn trẻ. Cái tựa đề của tác phẩm đó là Mơ thành người Quang Trung. Vì Quang Trung là một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử chống Bắc xâm của Việt Nam. Vâng, tất cả chúng ta xin hãy mơ thành người Quang Trung và xin hãy là